Tết đến xuân về là khoảng thời gian của lễ hội, của vui chơi và nghỉ ngơi sau một năm lao động và làm việc, lẽ thường là như vậy. Tuy nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ của nó, và Tết cũng như vậy. Trong lịch sử Việt Nam, mà cụ thể hơn là lịch sử của thủ đô Hà Nội, không ít lần người dân đã phải trải qua những cái Tết cực kỳ bất ổn. Những ngày lẽ ra để vui chơi tiệc tùng thì dân chúng lại phải dắt díu nhau chạy trốn khỏi khói lửa Bình Đao. Nhân dịp năm mới, chúng ta hãy cùng điểm lại một vài lần mà người dân đất Kinh Kỳ phải đón Tết theo kiểu hết hồn và sợ hãi của bài viết Tết đến xuân về, cùng điểm lại một vài cái Tết bất ổn của Thăng Long, Đông Đô Hà Nội trong lịch sử. Bài viết này được viết và đăng tải trên website spyroom.com bởi tác giả Hải Stark. Và hãy cùng đi tìm hiểu nội dung của bài viết ngay bây giờ nhé. Chế Bồng Nga dạo chơi ngày xuân Thăng Long. Nhà Trần là một triều đại nổi danh về võ bị, nhất là với chiến công đẩy lùi được 3 lần xâm lược của đế quốc Mông Nguyên. Thế nhưng cũng khá oái oăm. Khi ở đỉnh cao, họ đánh được cả đế quốc sừng sỏ bậc nhất thế giới. Nhưng mà khi suy yếu thì ngay cả một đội quân Champa có lực lượng nhỏ hơn rất nhiều vẫn đủ sức để hành cho vua tôi nhà Trần ra bã. Trong phần lớn thời gian nhà Trần tồn tại, quan hệ giữa Đại Việt và Champa nhìn chung là khá tốt đẹp. Champa chấp nhận thần phục và tiến cống định kỳ. Thậm chí đến năm 1306, nhà Trần còn gả công chúa Huyền Trân, là con út của Thượng Hoàng Nhân Tông cho vua Champa. Đổi lại, Champa cắt hai đầu châu Ô và Lý cho nhà Trần làm sính lễ. Tuy nhiên, vua Champa mất sớm vào năm 1307, và triều đình nước này tỏ thái độ muốn đòi lại các vùng đất đã cắt. Điều này dẫn đến việc vua Trần Anh Tông đích thân đem quân đánh Champa vào năm 1311 đến năm 1312. Champa sau đó suy yếu hẳn và lệ thuộc vào nhà Trần. Từ đó trở đi, Champa bắt đầu tỏ thái độ thù địch với Đại Việt, tăng cường cống nạp cho Đại Nguyên và xin Hoàng đế nhà Nguyên giúp Champa thoát khỏi sự kiểm soát của nhà Trần. Đến năm 1326, Champa đánh bại được quân nhà Trần do Huệ Túc Vương chỉ huy, giành quyền độc lập và thoát khỏi sự lệ thuộc với cả Đại Việt. Từ thời điểm ấy, Champa thường xuyên có hành động quấy nhiễu và cướp phá các vùng biên giới Đại Việt. Tuy nhiên, phải đến khi Chế Bồng Nga lên ngôi, người được đánh giá là một trong những vua giỏi nhất của Champa, thì cục diện đối đầu giữa hai nước mới chuyển sang tình thế mới. Chế Bồng Nga lên ngôi vào năm 1360, được tôn là Raja di Raja, tức là vua của các vị vua. Những năm tiếp theo, Chế Bồng Nga tiếp tục thực hiện chiến lược cướp phá và quấy rối biên giới Đại Việt. Năm 1361, Chế Bồng Nga đem quân đi theo đường biển, tiến đánh cửa biển Dị Lý, cướp phá và bắt giữ dân chúng. Năm 1365, nhân dịp nam nữ vui chơi ngày xuân, quân Champa đã phục kích sẵn ở các vùng đồi núi xung quanh, bất ngờ xông ra bắt giữ dân Đại Việt rồi rút quân. Nhà Trần cũng có những hành động đáp trả bằng cách cử hai vị tướng Trần Thế Hưng và Đỗ Tử Bình đem quân Nam Hạ. Tuy vậy, quân Trần lại bại trận và buộc phải rút về. Nội bộ Đại Việt thời điểm đó cũng có biến động lớn. Năm 1369, vua Trần dụ Tông Băng Hà mà không có con cái, hiến từ Hoàng Thái Hậu cho đón con của Cung Túc Vương, Trần Nguyên Dục, anh vua dụ Tông, tên thật là Nhật Lễ vào nối ngôi. Tuy nhiên, Nhật Lễ lại không hề có huyết thống nhà Trần. Đến cuối năm 1370, Cung Định Vương Trần Phủ được sự ủng hộ của tôn thất nhà Trần, đã phế truất Nhật Lễ và lên ngôi, tức là vua Nghệ Tông. Mẹ của Nhật Lễ trốn được vào Champa, cầu cứu Chế Bồng Nga. Nhận thấy thời cơ thuận, khi nhà Trần còn rối ren chưa định, Chế Bồng Nga lập tức xuất quân Bắc Tiến. Đầu năm 1371, quân Champa đánh vào cửa biển Đại An, quân Trần chống không nổi, triều đình phải bỏ chạy. Ngày 27 tháng 3, quân Champa tiến được vào Thăng Long, cướp phá cung điện, bắt phụ nữ, lấy của cải, ngọc lụa mang về. Sau khi quân Champa rút đi, vua Nghệ Tông quay lại và cho sửa sang thành Quách. Đến năm 1372, ông nhường ngôi cho em là Trần Kính, tức là vua Duệ Tông. Ông lên làm Thái Thượng Hoàng để cùng trị quốc. Trong những năm sau đó, vua Duệ Tông ra sức xây dựng và củng cố quân sự. Vùng biên giới phía nam giáp Champa cũng được triều đình củng cố và tăng cường quân trấn thủ. Vào tháng 5 năm 1376, Chế Bồng Nga cho quân tấn công vào Hòa Châu. Ngày sau đó, vua Trần ra lệnh sắm sửa để chuẩn bị tấn công báo thù. Điền nguyện vọng khối ngành gì? Chọn nghề nghiệp ra sao? Bí kíp hướng nghiệp người trong một nghề mang đến nội dung và giao diện hoàn toàn mới. Cập nhật nhu cầu việc làm và mức lương các ngành nghề năm 2022. Trắc nghiệm tính cách talent để đưa ra quyết định nghề nghiệp đúng đắn. Khám phá những điều mới mẻ và dính ngay tại tủ sách của nhà nhẹ nhá. Cuối năm đó, đích thân vua Duệ Tông đem đại quân Nam Hạ để chấm dứt mối đe dọa từ Champa. Chế Bồng Nga ban đầu thì cố gắng đàm phán nhưng không thành công. Đầu năm 1377, quân Đại Việt tiến tới cửa Thị Nại. Chế Bồng Nga lập đồn giữ ngoài thành Đồ Bàn rồi cho người đến giả hàng.
vua Duệ Tông tưởng thật, nghĩ rằng Chế Bồng Nga đã bỏ thành, liền muốn tiến vào ngay, tướng Đỗ Lễ can mà không được. Ngay khi Duệ Tông vào thành, phục binh của Chế Bồng Nga đổ ra đánh. Quân Trần vỡ trận, Duệ Tông bị hãm ở trong vòng vây mà tử trận. Các tướng Đỗ Lễ, Nguyễn Hạp và Phạm Huyền Linh cũng tử trận cả. Đỗ Tử Bình lĩnh hậu quân không tới cứu giá. Hồ Quý Ly bây giờ đang đốc thúc quân Tải Lương, được tin vua tử trận bỏ chạy về nước. Chế Bồng Nga đánh đuổi theo, lại một lần nữa đưa quân vào đồng bằng sông Hồng, dễ dàng vượt qua các tuyến phòng thủ của quân Đại Việt và tấn công Thăng Long. Thượng Hoàng Nghệ Tông nghe tin khiếp sợ, lại một lần nữa bỏ thành chạy. Ông sau đó chọn con trai Duệ Tông là Trần Nghiễn lên ngôi. Sau cái chết của vua Duệ Tông cùng phần lớn binh lực của Đại Việt ở Đồ Bàn, Chế Bồng Nga liên tiếp đưa quân tấn công và lấn dần đất. Vua Tôi nhà Trần cứ lần nào nghe tin quân Champa bắc tiến lại vội bỏ thành chạy. Chế Bồng Nga lần nào cũng vào được Thăng Long cướp phá rồi lại rút đi, vì biết sức của Champa chưa thể diệt được Đại Việt. Trong khoảng 10 năm từ năm 1380 đến năm 1390, Đại Việt và Champa tiếp tục nhiều lần xung đột. Quân Đại Việt dưới sự chỉ huy của Nguyễn Đa Phương cũng có những lần chiến thắng, nhưng mà kinh thành Thăng Long thì vẫn phải chịu cảnh Champa cướp phá. Tháng 10 năm 1389, Chế Bồng Nga tiếp tục đưa quân tấn công Đại Việt. Ban đầu, Thượng Hoàng Nghệ Tông sai Lê Quý Ly dẫn quân chống cự. Quân Champa đắt ngăn sông Bản Nhà Thượng Lưu. Quân Đại Việt đóng cọc dày đặc đối địch, giữ nhau nhiều ngày. Chế Bồng Nga liền đặt sẵn quân và voi, giả vờ bỏ quân trại rút về. Hồ Quý Ly mắc mưu, đem quân truy kích và không ngờ bị trúng kế. Quân Đại Việt bị thiệt hại nặng nề, tướng chỉ huy bị bắt sống, nhiều người thì chết trận. Sau đó, Thượng Hoàng Nghệ Tông bèn cử Trần Khát Chân, hậu duệ của Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng, đem quân chặn giặc. Khát Chân đem quân đến Hoàng Giang gặp quân Champa, thấy rằng chưa thể đối đầu trực diện, liền rút quân về đóng ở Hải Triều. Chế Bồng Nga đem hơn 100 chiến thuyền đến Hải Triều để đánh với cả quân Đại Việt. Thế nhưng có tên tiểu thần là Ba Lậu Kê Nhân bị trách phạt, sợ bị giết, chạy sang doanh trại Đại Việt cho Trần Khát Chân biết vị trí của Chế Bồng Nga. Khi giáp trận, Trần Khát Chân liền lệnh cho toàn quân tập trung hỏa lực bắn vào thuyền ngự của Chế Bồng Nga. Chế Bồng Nga trúng đạn chết, người bị găm cả vào ván thuyền không rút ra được. Quân Champa tan vỡ rút chạy. Cuộc xung đột dai dẳng kéo dài hơn 20 năm giữa Champa và Đại Việt tạm kết thúc với thắng lợi của nhà Trần. Tuy nhiên, kể cả thế thì trong phần lớn thời gian, Đại Việt mới là bên bị thất trận và thiệt hại nhiều hơn. Kinh thành Thăng Long đã 4 đến 5 lần bị cướp phá đến nỗi vua quan phải bỏ chạy. May mắn rằng Champa vốn không có đủ nội lực để tiêu diệt toàn bộ Đại Việt, nếu không có lẽ nhà Trần đã sớm cáo chung mà không cần đến Hồ Quý Ly ra tay. Trịnh Tùng và chuyến sông đất đầu năm cho nhà Mạc. Đầu thế kỷ 16, nhà Lê Sơ rơi vào khủng hoảng khi vua Lê Thánh Tông cùng những người kế vị có thực lực là Hiến Tông và Túc Tông băng hà. Những vị vua sau đó là Uy Mục Đế và Tương Dực Đế đều cai trị không hiệu quả và kém cỏi, dẫn đến sự suy yếu trầm trọng của triều đình. Cuối cùng, người thắng là Mạc Đăng Dung khi ông ép vua Chiêu Tông tự tử, rồi bắt cung hoàng đến Lê Xuân nhường ngôi. Nhà Lê Sơ sụp đổ và nhà Mạc được thành lập vào năm 1527. Tuy nhiên, các thế lực còn trung thành với nhà Lê vẫn tiếp tục chống đối triều đình mới, dẫn đến việc Nguyễn Kim tuyên bố tìm được con của vua Lê Chiêu Tông là Lê Ninh, rồi tôn làm vua để chống nhà Mạc. Từ năm 1533, Đại Việt rơi vào cảnh nội chiến với nhà Mạc ở phía Bắc và nhà Lê Trung Hưng ở phía Nam. Sử sách gọi thời kỳ này là thời kỳ Nam Bắc Triều, ý nói Nam Triều nhà Lê và Bắc Triều nhà Mạc. Năm 1592, Nam Triều, tức nhà Lê, quyết định tiến quân ra Bắc. Tiết chế Trịnh Tùng là tổng chỉ huy quân đội gồm 6 vạn quân, chia làm 5 đạo kéo ra Bắc. Sau khi đánh chiếm một vài cứ điểm ở Tây Đông Kinh, Trịnh Tùng cho quân đóng lại, chưa tiến vội. Nhận được tin báo, vua Mạc Mậu Hợp cũng quyết định cử quân ra đánh chặn từ sớm để giành được thế chủ động. Binh mã Bắc Triều xuất binh từ ngày 4 tháng 2 năm 1592, gồm quân các nơi từ Sơn Tây, Sơn Nam, Hải Dương, Kinh Bắc và 4 vệ cầm quân. Sử nhà Lê ước tính trận này nhà Mạc đã xuất ra toàn lực khoảng 10 vạn quân. Vào ngày 10 tháng 2 năm 1592, hai bên giáp chiến tại bờ Tây của sông Đáy, ở xã Phấn Thượng. Nhà Mạc cho 4 vệ cầm quân làm tiên phong, quân Sơn Tây làm hữu quân, quân Sơn Nam làm tả quân, quân Kinh Bắc và Hải Dương làm hậu quân, lại chuẩn bị sẵn thuyền bè ở phía sau để triệt thoái nếu cần. Khi bắt đầu đánh trận, hữu quân nhà Lê lên khiêu chiến và sau khi chạm mặt lại bắt đầu giả vờ rút chạy, vừa đánh vừa lui về phía đại quân phía sau. Hai tướng Khuông Định Công và Tân Quận Công của nhà Mạc mắc mưu, lập tức dốc hết tiền quân xông lên. Các cánh còn lại của quân Mạc không rõ vì sao không tiếp ứng, hoặc là chủ quan, hoặc là bị tiền quân bỏ lại ở phía sau. Nhận lấy cơ hội, Trịnh Tùng trực tiếp chỉ huy các cánh quân vây lấy tiền quân nhà Mạc.
hai tướng nhà Mạc cố cầm cự được đến giữa sáng thì thất bại và cả hai thua trận. Thất bại này khiến cho vua Mạc hoảng sợ và lập tức cho đại quân án binh bất động. Đến buổi chiều, Trịnh Tùng quyết định toàn lực tấn công. Sau khi bắn pháo hiệu, toàn bộ các cánh quân của quân Lê nhất tề xông tới. Sĩ khí ngút trời của quân Lê khiến cho quân Mạc dao động, lại thêm hiệu lệnh các tướng không truyền tới được, dẫn tới việc ngày càng rối loạn cùng với vỡ trận hoàn toàn. Tả quân Mạc do Nguyễn Quyện chỉ huy thì may mắn triệt thoái được theo đường bộ, nên vẫn bảo toàn được phần lớn lực lượng. Nhưng hữu quân và trung quân thì bị dồn vào bờ sông, không lùi được. Thuyền bè cũng không đủ nên quân Mạc còn phải dùng gươm chặt tay những quân lính không lên được thuyền để rút lui. Vua Mạc Mậu Hợp cùng số đông tướng lĩnh rút lui được an toàn, nhưng phần đông tàn quân Mạc thì không may mắn như vậy. Đến tối thì trận đánh kết thúc, hàng vạn quân Mạc tử trận, xác nằm la liệt khắp nơi. Quân Lê cũng không truy đuổi mà thu binh về trại. Trận thả bại này khiến cho nhà Mạc mất hoàn toàn thế chủ động và chỉ còn có thể cố thủ tại Đông Kinh. Đến ngày 13 tháng 2 năm 1592, Trịnh Tùng cho quân tiến đến đóng tại chợ Hoàng Xá. Quân Lê dễ dàng vượt sông do toàn bộ quân Mạc đã rút chạy hết. Trịnh Tùng cho 5.000 quân thiết kỵ và voi chiến đến góc Tây Bắc Đông Kinh để phóng hỏa đốt nhà, nhằm quấy rối kinh thành. Mặc dù đó là ngày 30 tháng Chạp, nhưng dân Đông Kinh vẫn không còn lòng dạ nào để đón Tết khi một ngọn lửa lớn rực cháy một góc thành và vây bên ngoài lại là hàng vạn quân sĩ, mà còn không biết đội quân này sẽ tấn công vào lúc nào. Tuy nhiên, Trịnh Tùng lại quyết định không tấn công ngay mà đợi đến sau 3 ngày Tết, đến mồng 3, tức là ngày 16 tháng 2 năm 1592. Sau khi lập đàn tế cáo trời đất, Trịnh Tùng mới cho nhổ trại tiến quân. Vua Mạc Mậu Hợp bất ngờ đã rút khỏi thành, vượt sông Hồng, giao cho các tướng nhiệm vụ giữ Đông Kinh. Đến sáng mồng 6, quân Lê đã áp sát Đông Kinh. Trịnh Tùng cử 10.000 quân do Nguyễn Hữu Liên và Trịnh Ninh đánh cửa Cầu Dừa, rồi tiến đến cửa Tây Thành. 12.000 quân do Trịnh Đỗ và Trịnh Tráng Hầu đánh cửa Cầu Muống rồi tiến lên đến cửa Nam Giao. Hoàng Đình Ái và Trịnh Đồng đem hơn 10.000 quân đánh từ cửa Cầu Rèn và đến cửa Cầu Gỗ. Trịnh Tùng nắm giữ khoảng 2.500 quân còn lại đi làm tiếp viện. Về phía quân Mạc, tướng Mạc Ngọc Liễu đã được lệnh trấn giữ mặt phía Tây Kinh Thành, từ cửa vào Bảo Khánh cho đến phường Nhật Chiêu. Bùi Văn Khuê và Trần Bạch Niên lĩnh 4 vệ cấm quân giữ mặt Nam ở Cầu Dừa cho đến Cầu Rèn. Và Nguyễn Quyện chỉ huy binh mã Sơn Nam và Hải Dương đóng từ Mạc Xá trở về Đông. Quyện lại đặt mai phục ngoài cửa Cầu Rèn, bố trí sẵn pháo Bách Tử, loại pháo bắn ra nhiều viên đạn bì nhỏ và các thứ hỏa khí khác để đón đánh quân Lê. Vua Mạc Hậu đích thân chỉ huy thủy quân, tập hợp tất cả thuyền bè hiện có đậu tại bờ sông Hồng để làm thành viện. Sau 3 tiếng pháo và nhiều hồi tu và liên tiếp, quân Lê bắt đầu sống trận, mặc kệ tên đạn chút xuống mà vượt hào, dùng thang leo lên mặt tường và đánh giáp lá cà quyết liệt với cả quân Mạc. Đến khoảng đầu giờ chiều, liệu thế không chống nổi, các tướng nhà Mạc là Bùi Văn Khuê và Trần Bách Niên rút chạy, quân Mạc theo đó rút lui theo. Mạc Ngọc Liễn được tin là cũng vội vã cho quân bỏ chạy. Hầu như các cánh quân Mạc đều đã thoái lui, duy chỉ có quân giữ Cầu Rèn của Nguyễn Quyện vẫn kiên quyết chống đỡ. Thấy vậy, Trịnh Tùng bèn tự dẫn quân và voi ngựa đến tiếp ứng và lệnh cho toàn quân tấn công. Nguyễn Quyện ra sức chống đỡ nhưng cuối cùng cũng không địch lại được. Bản thân ông bị bắt sống, còn hai con trai đều tử trận. Quân Lê tràn qua chiến lũy vào kinh đô và phóng hỏa đốt cháy khắp nơi. Trận đánh kết thúc nhưng Đông Kinh cũng tiêu điều sở xác, đổ nát hoang tàn. Hầu hết cung thất, phố xá và nhà cửa đều đã ra trò. Tuy đại thắng nhưng Trịnh Tùng hiểu rằng tạm thời chưa có đủ lực để ở lại đóng quân nên quyết định rút quân về Thanh Hoa. Trước khi rút về, Trịnh Tùng cho quân phá hủy sạch tường lũy phòng thủ của Đông Kinh. Tháng 4 năm ấy, Trịnh Tùng rút về Thanh Hoa. Nhà Mạc một lần nữa kiểm soát vùng đồng bằng Bắc Bộ, nhưng cũng chỉ kéo dài thêm vài tháng. Chiến dịch Bắc Tiến lần này của quân Lê đã phá hủy hầu như hoàn toàn căn cơ và sĩ khí của quân Mạc. Tháng 12 năm 1592, Trịnh Tùng một lần nữa đem quân Bắc Tiến, hợp quân với Bùi Văn Khuê ở Gia Viễn rồi tấn công quân Mạc ở bến đò Đoan Vĩ. Trong khi quân Lê pháo kích liên tục ở hạ lưu sông để làm nghi binh, thì Bùi Văn Khuê đem thuyền từ thượng lưu ập xuống, đánh tan thủy quân Mạc. Tướng Mạc là Nghĩa Quốc Công đem binh tản rút chạy, trong khi Trần Bách Niên và hơn 10 người khác ra hàng. Với số thuyền bè thu được từ trận thắng này, giờ đây quân Lê đã không còn phải e ngại uy thế mặt nước của đối phương nữa và có thể tiến quân nhanh chóng dựa vào hệ thống sông ngòi ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Hai cánh thủy của quân Lê men theo sông đáy tiến về phía thành Đông Kinh, đánh tan lực lượng phòng thủ của Mạc Ngọc Liễu tại đoạn sông phía nam Kinh Thành vào ngày 16 tháng 12. Kinh Thành một lần nữa rơi vào tay nhà Lê. Vua Mạc Mậu Hợp vội vã đem quân rút về phía đông với hy vọng có thể dựa vào địa bàn căn cơ của tông tộc mình tại Hải Dương để chặn đà tiến của địch. Sau đó Mạc Hậu Hợp nhường ngôi cho con là Mạc Toàn.
còn mình thì làm tướng để lo chống giữ quân Lê. Trịnh Tùng không để cho quân Mạc có thời gian tái tập trung, nên đến ngày 27 tháng 12 lại cho quân tiến về phía đông. Sĩ khí quân Mạc lúc này đã rất thấp, lâm trận là tan vỡ ngay. Các phủ Hạ Hồng, Nam Sách, Kinh Môn đều bị binh đao tàn phá khốc liệt. Hành cung của họ Mạc và nhà cửa của nhân dân đều bị quân Lê thỏa sức cướp bóc và đột phá. Nhiều khanh tướng Bắc Triều bỏ ra quy hàng nhà Lê. Trước tình thế lúc bấy giờ, vua Mạc bỏ chạy lên Kinh Bắc, ẩn náu trong một ngôi chùa tại huyện Phượng Nhãn, nay là Yên Dũng, Bắc Giang. Tuy nhiên, vì người đời trong thôn chỉ điểm nên ông rốt cuộc không thể thoát được sự lùng sục của đối phương và bị quân Lê bắt giải về kinh. Trịnh Tùng ra lệnh treo mậu hợp ngoài đường suốt 3 ngày cho dân chúng đều thấy được, rồi đem chém đầu và gửi đầu về Thanh Hoa dâng lên cho vua Lê. Tuy Mạc Hậu Hợp đã chết nhưng cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc. Con trai trưởng của Khiêm Vương Mạc Kính Điển là Mạc Kính Chỉ đã đứng ra lãnh đạo tàn quân Mạc. Ngay khi Trịnh Tùng thu binh về Đông Kinh, Mạc Kính Chỉ liền đem quân phản công đánh úp thủy quân Lê. Tướng nhà Lê là Nguyễn Thất Lý tử trận. Các tướng Bùi Văn Khuê và Trần Bách Niên phải rút lui. Sau khi đại thắng, Mạc Kính Chỉ cho người làm tờ hịch, bố cáo toàn bộ các trấn Kinh Bắc, Hải Dương theo về. Mạc Toàn biết tin cũng đến chỗ Mạc Kính Chỉ nương nhờ. Nhận được tin, Trịnh Tùng phải vội điều thêm quân tiếp viện. Quân Lê đóng tại Cẩm Giang, đắp lũy đối diện với địch ở bên kia sông. Vì bấy giờ đã sắp vào Tết nên hai bên chỉ tập trung cố thủ và nã pháo cầm chừng để uy hiếp nhau mà không chủ động tấn công. Vào ngày 8 tháng 2 năm 1593, Trịnh Tùng đích thân đem quân rời Đông Kinh để đến tiếp viện cho quân Lê ở Cẩm Giang. Ngày 11 tháng 2, các cánh quân Lê đồng loạt vượt sông tiến đánh. Quân của Mạc Kính Chỉ tuy đông nhưng hầu hết là mới chiêu mộ, thiếu kinh nghiệm nên sớm tan vỡ. Mạc Kính Chỉ rút chạy đến huyện Hoành Bồ thì bị bắt. Mạc Toàn cùng nhiều tướng khác nhà Mạc cũng bị quân Lê bắt được. Sau khi bị giải về Đông Kinh, Mạc Toàn và Mạc Kính Chỉ đều bị xử chém. Tới đây, về cơ bản là nhà Lê đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tuy nhiên tại Lạng Sơn, em Mạc Kính Chỉ là Mạc Kính Cung đã được Mạc Ngọc Liễn tôn làm vua, tiếp tục chống cự với quân Lê. Tông Thất và các tướng nhà Mạc cũng như nhiều thổ hào chưa quy phục cũng đã giấy binh làm loạn, lấy danh nghĩa là phò Mạc để chiếm cứ lấy các châu huyện khắp miền Bắc. Cuộc nội chiến Nam Bắc Triều đã chấm dứt, nhưng tàn dư nhà Mạc vẫn còn cát cứ ở vùng Lạng Sơn Cao Bằng thêm gần một thế kỷ nữa. Đến khi Mạc Kính Vũ thua quân Trịnh phải chạy sang Đại Thanh năm 1677 thì tình trạng này mới chấm dứt. Qua Tết của vua Quang Trung. Vào cuối thế kỷ thứ 18, Đại Việt một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Đại Việt lúc này đã trải qua gần 200 năm chia cắt đằng trong đằng ngoài của hai thế lực chúa Trịnh và chúa Nguyễn. Tuy nhiên tình thế bất chợt thay đổi với sự trỗi dậy của Tây Sơn do ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ chỉ huy. Tây Sơn lật đổ các chúa Nguyễn, giết gần như hết các tông thất, chỉ vài người chạy thoát được, trong đó có Nguyễn Phúc Ánh. Nguyễn Nhạc tự xưng là Thái Đức Hoàng đế, đóng đô ở Quy Nhơn. Lực lượng Tây Sơn bấy giờ kiểm soát hầu hết khu vực phía Nam. Năm 1786, Nguyễn Huệ được lệnh cầm quân đánh Phú Xuân, kinh đô cũ của nhà chúa Nguyễn, đã bị quân Trịnh chiếm từ năm 1775. Sau khi chiếm được Phú Xuân, Nguyễn Huệ liền muốn tiến quân thẳng lên phía Bắc, dương cờ phù Lê diệt Trịnh. Dù kiểu này trái với ý muốn của Thái Đức Đế. Ở phía Bắc, thế lực của chúa Trịnh đã suy yếu sau khi Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm mất vào năm 1782. Vì thế, quân Trịnh dù đông hơn và có trang bị tốt hơn đã nhanh chóng thất bại trước Tây Sơn của Nguyễn Huệ. Đoàn Nam Vương Trịnh Khải bị bắt rồi tự tử, đặt dấu chấm hết cho thế lực chúa Trịnh. Nguyễn Huệ tuyên bố phải trao trả lại quyền cai trị Bắc Hà cho các vua Lê, vốn trước giờ là bù nhìn của chúa Trịnh. Để lấy lòng Tây Sơn, vua Hiển Tông gả con gái là Ngọc Hân công chúa cho Nguyễn Huệ. Sau đó, Nguyễn Huệ nghe theo anh trai rút quân về phía Nam. Nội bộ Tây Sơn sau đó xảy ra xung đột giữa Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc về vấn đề phát triển lực lượng. Quan điểm của Nguyễn Nhạc là đem trả lại hết đất đai phía Bắc cho nhà Lê, Tây Sơn thay chúa Nguyễn làm chủ miền Nam. Tuy nhiên, Nguyễn Huệ lại muốn phát triển hơn nữa. Trước mắt là nhất định nắm giữ vùng từ Nghệ An trở xuống. Xung đột biến thành chiến tranh với việc Nguyễn Huệ điều động đại quân bao vây tấn công Quy Nhơn, đem cả Đại Bác, Nã và Thành, đến mức đích thân Nguyễn Nhạc phải ra cầu xin em trai dừng tay. Cuối cùng, Nguyễn Huệ đồng ý tháo vây. Đổi lại, toàn bộ lực lượng Tây Sơn sẽ nằm dưới quyền chỉ huy tối cao của ông. Nguyễn Nhạc vẫn được giữ lại thành Quy Nhơn và ngôi vị Thái Đức Hoàng đế, nhưng không còn quyền lực gì đáng kể. Ở phía Bắc, người kế vị vua Hiển Tông là Lê Duy Kỳ, tức là vua Triều Thống, muốn lấy lại quyền lực cho nhà Lê. Tuy nhiên, họ Trịnh dù đã bị lật đổ nhưng nền móng thì vẫn còn. Nhà Lê mang tiếng là hoàng đế mà thật ra cũng chẳng hề nắm giữ quyền lực hay là gần như là không có tiền bạc của cải gì cả. Các thế lực trung thành với cả chúa Trịnh sau đó đã lập Trịnh Bồng làm chúa để tiếp tục trấn áp vua Lê. Vua Triều Thống liền mời tướng Tây Sơn là Nguyễn Hữu Chỉnh từ Nghệ An ra để đánh dẹp.
Diệt được Trịnh Bồng thì lại đến lượt Nguyễn Hữu Trịnh chuyên quyền. Do đó, lực lượng Tây Sơn của Nguyễn Huệ bắt đầu được tăng cường để tiếp tục ra Bắc lần nữa. Tháng 11 năm 1787, Nguyễn Huệ cử Ngô Văn Sở và Vũ Văn Nhậm đem quân ra tấn công phía Bắc, bắt giết Nguyễn Hữu Trịnh. Vua Triều Thống chạy khỏi kinh thành, nhất quyết không chịu theo Tây Sơn, kêu gọi các trấn Bắc Hà đem quân Cần Vương chống lại. Miền Bắc rơi vào hỗn loạn, các thế lực Phù Lê, Thân Trịnh và Tây Sơn đánh lẫn nhau. Trong khi đó, vua Triều Thống vẫn trốn mất tích và một số đại thần nhà Lê chạy sang Đại Thanh cầu cứu triều đình vua Càn Long. Tổng đốc Lưỡng Quảng là Tôn Sĩ Nghị thấy thời cơ thích hợp để đem quân binh đi can thiệp, liền tâu về triều đình ở Bắc Kinh xin động binh, được vua Càn Long chấp nhận. Mùa hè năm 1788, Tôn Sĩ Nghị bắt đầu điều động các cánh quân Thanh để tiến sang Đại Việt. Về quân số nhà Thanh trong chiến dịch này, các nguồn sử liệu đưa ra nhiều con số khác nhau. Sử ta hay sử dụng con số như là 20 vạn hoặc là 29 vạn, tuy nhiên con số này là quá lớn và không chỉ là binh lính được. Một số ý kiến cho rằng con số này đã gộp cả lượng dân phu đi theo để hỗ trợ, nhưng như vậy thì là tương đối nhiều. Về phía sử liệu của Trung Quốc thì đưa ra con số thấp hơn và có liệt kê đầy đủ các lực lượng cánh quân. Quân Thanh tiến sang Đại Việt có tổng 3 cánh, tổng lại là khoảng 31.000 quân chính quy, hơn 5.000 thổ binh, khoảng 74.000 dân phu, cùng một lực lượng quân Phù Lê ở Bắc Hà, không rõ là bao nhiêu. Một số ghi chép của các giáo sĩ phương Tây cũng không thống nhất về số lượng quân Thanh, khi có ghi chép 10 vạn, có người lại chép là 28-30 vạn, lại cũng có người nói rằng chỉ có 4 vạn. Nhưng dù số lượng có là bao nhiêu, thì rõ ràng đây vẫn là một mối nguy hiểm đối với cả Tây Sơn nói riêng và Đại Việt nói chung. Ở Gia Định, lực lượng của Nguyễn Phúc Ánh đang chống nhau với cả quân Tây Sơn đóng ở đây. Tuy nhiên, Nguyễn Huệ nhận định rằng chính lực nhà Thanh lúc này mới đáng ngại hơn. Do đó, ông tập trung binh lực để chống lại sự can thiệp đến từ triều đình của phương Bắc. Khi quân Thanh tiến vào Bắc Hà, tiết chế Ngô Văn Sở ban đầu cho quân mai phục và đánh chặn, nhưng không hiệu quả vì thua kém lực lượng. Một mặt, Ngô Văn Sở tiếp tục cử quân đánh chặn. Mặt khác thì lên kế hoạch lui quân về phía Nam để hợp binh với cả lực lượng chính quân của Tây Sơn. Ngô Văn Sở sai tướng chặn giữ ở bến đò Sương Giang chặn đánh quân Thanh và sai Phan Văn Lân đưa hơn 1 vạn quân tinh nhuệ từ Thăng Long đi đánh. Quân Tây Sơn vượt sông Nguyệt Đức đánh vào quân Thanh đang đóng ở núi Tam Tầng, bao vây doanh trại của Tôn Sĩ Nghị. Tuy nhiên, quân Thanh lập tức dùng súng và cung tên để phản kích, khiến cho quân Tây Sơn phải rút lui. Quân Tây Sơn lúc đó rút lui khỏi các trấn để về phía Nam. Đến giữa tháng 12 năm 1788, đại quân của Ngô Văn Sở đã hoàn toàn lui về trấn giữ Tam Điệp, Bắc Hà, nơi rơi vào tay của quân Thanh. Ngô Văn Sở lập tức cho người vào Phú Xuân cấp báo với cả Nguyễn Huệ. Ngày 22 tháng 12 năm 1788, đại quân của Ngô Văn Sở đã hoàn toàn lui về trấn giữ Tam Điệp, Bắc Hà rơi vào tay của quân Thanh. Ngô Văn Sở lập tức cho người vào Phú Xuân cấp báo với cả Nguyễn Huệ. Ngày 22 tháng 12 năm 1788, Nguyễn Huệ ra lệnh xuất quân Bắc Tiến. Để có tính chính thống, ông quyết định lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu là Quang Trung. 7 ngày sau khi rời Phú Xuân, đại quân Tây Sơn tới Nghệ An và dừng ở đó 10 ngày để tuyển quân. Về vấn đề tại sao chỉ trong 7 ngày mà đại quân vạn người có thể di chuyển từ Phú Xuân ra Nghệ An? Trước giờ, nhiều người vẫn tin vào giai thoại Nguyễn Huệ chia quân thành nhóm 3 người. Theo đó, 2 người sẽ cáng, 1 người rồi sẽ luân phiên thay đổi để có thể hành quân suốt ngày. Tuy nhiên, rõ ràng đây là điều phi thực tế và làm như vậy chỉ có hại sức binh lính và chắc chắn không thể đi nhanh được. Thực tế là, nhiều khả năng quân Tây Sơn đã đi thuyền từ Phú Xuân ra đến Nghệ An. Tây Sơn có một đội thủy quân hùng mạnh với nhiều tàu chiến cỡ lớn. Việc chuyên chở từ 5 đến 6 vạn quân hẳn không có gì khó khăn. Ở lại Nghệ An 10 ngày, Tây Sơn vừa tuyển thêm quân, vừa bắt lính, nâng tổng số quân lên ít nhất 10 vạn người. Đến đêm 30 Tết, vua Quang Trung cho quân ăn Tết trước rồi hạ lệnh tiến quân. Ông cũng tin rằng nội trong 7 ngày sẽ có thể đánh đuổi được quân Thanh khỏi Thăng Long. Khi rời Tam Điệp để tiến quân vào Thăng Long, vua Quang Trung lại chia đại quân thành 5 đạo. Đạo quân do Quang Trung chỉ huy có Ngô Văn Sở và Phan Văn Lâm làm tiên phong đánh vào chính mặt nam của Thăng Long. Đạo quân do Đô Đốc Tuyết chỉ huy theo đường thủy tiến vào sông Lục Đầu, đánh dồn quân Cần Vương nhà Lê ở Hải Dương, chặn đường rút lui của quân Thanh sang bên kia đầu sông Hồng. Đạo quân do Đô Đốc Lộc chỉ huy cùng với đạo quân do Đô Đốc Tuyết theo đường thủy tiến vào sông Lục Đầu. Tới đây tách ra đi gấp lên Phượng Nhãn, Lạng Giang, chặn đường rút lui của quân Thanh ở phía Bắc. Đạo quân Đô Đốc Bảo chỉ huy theo đường Ứng Hòa ra làng Đại Áng, phối hợp với cánh quân Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi của Hứa Thế Hanh. Đạo quân Đô Đốc Long chỉ huy theo đường Trương Đức, nhưng sẽ rẽ sang làng Nhân Mục tập kích đồn Khương Thượng của Sầm Nghi Đống và tiến vào Thăng Long từ hướng Tây. Quân Tây Sơn hành binh cấp tốc, nhanh chóng tiêu diệt một số tiền đồn. Do đó, quân Thanh ở các đồn lớn vẫn không hay biết gì về việc quân Tây Sơn tấn công. Ngày 3 tháng Giêng, quân Tây Sơn tiến đến Hà Hồi.
Quang Trung cho quân vây chặt đồn rồi sai Bắc Loa kêu gọi quân Thanh đầu hàng. Quân Thanh bị bất ngờ trước sự áp sát quá nhanh của quân Tây Sơn, không kịp kháng cự đều ra đầu hàng. Sau đó, quân Tây Sơn tiến sát đến đồn Ngọc Hồi nhưng chưa vội đánh. Cả ngày mùng 4, Quang Trung chỉ cho quân hư trương thanh thế để uy hiếp tinh thần của quân Thanh và gây sự chú ý của quân Thanh tới đạo quân do ông chỉ huy vào mặt trận Ngọc Hồi, nhờ đó tạo ra yếu tố bất ngờ của các đạo quân Đô Đốc Long và Đô Đốc Bảo. Chính Tôn Sĩ Nghị nghe báo cáo của kỵ binh cũng bị hút vào đồn Ngọc Hồi mà không nhận ra nguy cơ từ cánh quân của Đô Đốc Long. Khi cánh quân của vua Quang Trung còn đang vây đồn Ngọc Hồi, thì cánh quân của Đô Đốc Long làm theo đúng kế hoạch, bất thần tấn công vào đồn Khương Thượng của Sầm Nghi Đống. Quân Thanh bị tập kích bất ngờ, chống không nổi trước hỏa lực của Tây Sơn, chết rất nhiều. Sầm Nghi Đống bỏ chạy lên cố thủ tại đài chỉ huy ở Loa Sơn. Đô Đốc Long chia quân làm hai, một cánh đánh sang Nam Đồng để tiến vào Thăng Long, một ít quân tiếp tục vây hãm Loa Sơn. Sầm Nghi Đống cố thủ trên đài chờ cứu viện của Tôn Sĩ Nghị, nhưng tới ngày hôm sau không có quân, liền tuyệt vọng rồi tự vẫn. Hạ xong đồn Khương Thượng, ngay trong đêm mùng 4, Đô Đốc Long tiến vào bắn phá đồn Nam Đồng ở phía tây thành Thăng Long. Khi Tôn Sĩ Nghị nhận được tin báo về việc đồn Khương Thượng thất thủ, thì đồn Nam Đồng đã bị hạ. Quân Tây Sơn lũ lượt tiến vào đánh đại bản doanh của quân Thanh. Tôn Sĩ Nghị vừa bất ngờ, vừa sợ hãi, liền gấp rút chạy khỏi Thăng Long. Sử nhà Thanh cũng phải ghi nhận về sự rối ren và hoảng loạn của quân Thanh khi bỏ chạy, đến mức cả vạn người chen nhau rơi xuống sông mà chết đuối. Khi quân Thanh ở Thăng Long vỡ trận và bỏ chạy, vua Chiêu Thống cùng hoàng thất và một số quan lại trung thành cũng chạy theo. Sáng mồng 5, khi cánh quân của Đô Đốc Long tiến vào Thăng Long, thì vua Quang Trung cũng hạ lệnh tấn công đồn Ngọc Hồi. Ngoài đại bản doanh của Tôn Sĩ Nghị, thì đồn Ngọc Hồi này còn là đồn mạnh và kiên cố nhất. Quân Thanh thậm chí còn chôn cả địa lôi và giải trông sắt ở bên ngoài đồn. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục chép rằng: vào mờ sáng mùng 5, vua Quang Trung cho voi chiến tiến lên. Ngựa quân Thanh sợ voi lùi lại, dẫm lên nhau lùi về đồn. Quân Thanh không dám ra nữa, cố thủ ở trong đồn bắn ra. Quang Trung chia tượng làm hai cánh, một cánh vòng qua sau đồn Ngọc Hồi, đóng vào phía đông đê Yên Duyên để chặn đường địch rút. Cánh kia là bộ binh dùng mộc tẩm ướt để tiến lên hãm đồn. Quân Thanh bị đánh từ hai mặt, hỏa lực lại không hiệu quả, chống không nổi liền chạy tản ra ngoài từ phía, lại dẫm phải địa lôi do chính mình đặt từ trước nên bị chết rất nhiều. Đồn Ngọc Hồi bị quân Tây Sơn thiêu cháy, các đồn còn lại của quân Thanh cũng nhanh chóng bị hạ. Toàn bộ hệ thống phòng thủ của Tôn Sĩ Nghị đều bị tiêu diệt. Hàng vạn quân Thanh tử trận, có cả các tướng lĩnh quan trọng như là Hứa Thế Hành, Trương Triều Long và Thượng Duy Thăng. Chiều mùng 5 Tết, đại quân của vua Quang Trung tiến vào Thăng Long. Toàn bộ lực lượng quân Thanh sang Đại Việt đều phải rút chạy. Cánh quân Điền Châu gần như bị diệt hoàn toàn. Cánh quân Lưỡng Quảng chủ lực bị thương vong nặng và tán rã ra gần hết. Riêng quân Vân Nam Quý Châu không giao chiến mà lập tức rút chạy khi nghe tin thất trận. Với chiến thắng này, vua Quang Trung đã nắm được Bắc Hà trong tay và có đủ lực lượng để tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn nhằm thống nhất toàn Đại Việt. Và vừa rồi là một vài cái Tết bất ổn mà người dân đất thủ đô đã từng đón trong lịch sử. Ngày xuân mà kể những cái chuyện chiến tranh như vậy kể ra cũng không được hợp cho lắm, nhưng mà những dịp như thế này cũng gợi cho chúng ta những cảm giác hoài cổ. Và chăng có thể dù thế nào đi chăng nữa thì những cái sự kiện như vậy vẫn là một phần không thể chối bỏ của lịch sử. Hiểu hơn về chúng thì cũng chính là cách để chúng ta tôn trọng tới các bậc tiền nhân, để yên tâm ăn Tết mà không còn lo những cái cảnh bất ổn như trên có thể chẳng may diễn ra nữa. Nếu các bạn thích bài viết này thì có thể like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và cái nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. See ya!